hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dán phần hút của những con như là 135 hay là 2470 Canon. Với những con mà phần hút mà nó dài và nó bị vòm chứ nó không thẳng, thì cái kỹ thuật dán ấy thì như thế này. Đây là cái tấm skin. Đây này bên mình thiết kế là nó sẽ bám từ đây và nó sẽ ôm xuống như này luôn. Thì cách dán, nếu mà các bạn dán theo cách thông thường mà ướm thế này ấy, thì nó sẽ rất khó dán. Thì các bạn chuẩn bị một cái mặt phẳng bàn này, ví dụ thế này, để định hình cái skin này. Bạn dính ở đây. Rồi phần còn lại các bạn này, cái phần này thì các bạn ướm nó vào cái mép trên của cái hút này này, len hút này này. Và các bạn định hình theo cái mép trên thôi, thì cái mép dưới tự nó sẽ định hình chuẩn lề luôn. Đây ví dụ thế này, định hình thế này. Đấy thì bắt đầu các bạn dùng tay miết nhẹ đều hai bên. Miết trái này, rồi miết phải này. Miết trái này, miết phải này. Trái này. Đấy. Còn cái phần ở dưới này thì mình cứ để vậy, một tí mình sẽ định hình sau. Đấy. Rất là dễ. Còn nếu các bạn mà không định hình ở đây ấy, thì dán hút rất khó và nó sẽ bị nhăn. Ở đây là vì mình thiết kế rất chuẩn rồi, cho nên nó sẽ không cần phải can thiệp nhiều về cái phần về nhiệt. Đến khi gần hết thì các bạn có thể bỏ ra, các bạn miết bình thường như thế này. Đây này, đây là ví dụ dẫn chứng cho các bạn, nếu mà không dùng cái căn lề này thì nó sẽ hơi bị nhăn đây này nhá. Đây là mình làm mẫu thôi. Đấy. Còn trong một số trường hợp các bạn về phần cuối mà các bạn định hình khó quá, thì các bạn có thể dùng cái bật lửa này để khò nhẹ đây, để cho nó giảm thiểu cái độ nhăn của cái đề can, và nó sẽ định hình được vào cái lề đây. Đấy. Đây là một nửa của cái hút, các bạn xem này, phần trên này nó sẽ rất chuẩn. Đấy. Còn phần dưới thì khi mà ta đã căn chuẩn phần trên rồi thì cái phần dưới thì tự nó sẽ co, nó sẽ bám theo cái viền này luôn. Đây thì các bạn chỉ còn ốp vào thôi. Ốp vào phần dưới thôi. Đấy. Với nửa còn lại ở bên này thì các bạn thực hiện y hệt. Thì cái phần này ấy thì sau khi các bạn ôm vào xong thì nên dùng một tí về cái khò nhiệt. Đấy, để bắt đầu là những cái vết gập nó, cho nó tự nó sẽ định hình vào, nó ôm vào cái vành hút. Đấy. Đấy, thế là xong. Ok.